bạn ơi, phụ nữ của chúng ta nếu như mà có một làn da xỉn màu hay là một làn da không trắng sáng hay là bị mụn, bị thâm nhiều thì chúng ta nó sẽ gây ra cái sự cản trở cho chúng ta trong cuộc sống rất là nhiều. Khi chúng ta gặp bạn bè thì người ta sẽ nói các bạn là bỏ bê bản thân, không biết chăm sóc da, không biết làm đẹp cho bản thân mình. Còn khi về với gia đình thì gia đình lại nói là ừ, mình tham công tiếc việc quá, mình không biết chăm sóc cho bản thân để bản thân mình xấu tệ như thế, đúng không ạ? Còn khi vào công việc hay là gặp gỡ đối tác thì họ nhìn mình, họ cũng có một cái cảm giác giống như là nhìn nó không được chuộng mắt cho lắm đó, thì chúng ta cũng sẽ gây bất lợi cho công việc. Đó là phụ nữ. Bởi vậy làn da nó rất là quan trọng với phụ nữ các bạn ạ. Còn với các đấng mày râu thì sao? Cho dù họ da họ có đen, da họ có mụn, da họ có sạm, thì trong cái tư tưởng xã hội người ta luôn nghĩ là ừ, tại vì cái cơ địa của nam nó như vậy thôi, và nam cho dù đẹp hay xấu, da có thâm có mụn thì nó cũng không quan trọng đối với trong cái suy nghĩ của xã hội này, vì là nam cho nên là không cần dưỡng, không cần đẹp. Còn cốt cách của người phụ nữ quan trọng là phải đẹp. Chúng ta đẹp không phải là để cho chúng ta có một sự tự tin không đâu, mà nó còn toát lên một cái vẻ quyến rũ của một người phụ nữ, và nó còn thể hiện cái cốt cách của một người phụ nữ nữa. Chúng ta phải biết chăm sóc bản thân mình, và nếu như làn da của chúng ta đang có vấn đề thì chúng ta thật sự phải khắc phục nó các bạn ạ. Đó, giống như như vậy. Bình thường như quay clip với các bạn như rất là tự tin, nhưng ngày hôm nay như lại bị nổi hai cái hạt mụn như thế này thì như lại cảm thấy vô cùng là không tự tin khi nãy giờ quay phim với các bạn. Và nếu như ngày hôm nay như đi gặp đối tác, như cũng cảm thấy rất là mất tự tin so với những ngày thường. Cho nên là khi mà làn da mặt của chúng ta có bất kỳ vấn đề gì, cho dù bạn là ai, cho dù bạn là phụ nữ ở đâu đi chăng nữa, ở nông thôn hay thành thị đi chăng nữa, da của các bạn xấu thì chắc chắn các bạn phải làm đẹp nha các bạn. Cái đó là cái lời khuyên chân tình dành cho các bạn luôn. Và chúng ta hãy thật sự để cho cảm thấy mình tự tin, đừng để là suy nghĩ là ừ thôi để thanh xuân qua đi rồi đến một thời gian nào đó chúng ta hãy làm đẹp cho bản thân mình, thì cái đó là hoàn toàn sai. Đừng có nghĩ là thôi tuổi trẻ cứ làm đi, cứ làm hết mình, cứ làm đi, rồi sau này khi mà có công việc ổn định, khi mà có tiền, có thu nhập ổn định rồi hãy nghĩ đến làm đẹp, thì lúc đó thanh xuân của chúng ta nó đã qua đi rồi. Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu sự cảm mến nó đã qua đi hết rồi, chúng ta muốn níu kéo cũng không được. Make up thì các bạn có thể make up một ngày, hai ngày, 20 tuổi vẫn còn có thể make up, 30 tuổi vẫn còn có thể make up, 40 tuổi tôi chăm trước các bạn vẫn còn có thể make up. Nhưng nếu như đã đến độ tuổi 50, trong khoảng thời gian trước đó chúng ta không hề dưỡng da thì lão hóa đến thì gì ạ? Nhăn nè, đồi mồi nè, thâm nè, nám nè, sạm nè, những cái đó make up không bao giờ che được cho các bạn đâu ạ. Và nó sẽ hằn sâu trong cuộc sống của các bạn, và đến lúc đó chúng ta hối hận thì cũng đã muộn mà. Cho nên là hãy làm đẹp ngay từ bây giờ các bạn nhé.